ôn đẹp không các bác? Phía lùng quanh kia vẫn đang mưa, mưa dài các bác nhìn thấy chưa? Cái cơn mưa dài đang mưa rất là to phía dưới, hoàng hôn và mưa nhé. Thì cái mưa to quá, giờ mới mát. Đó, hoàng hôn buổi chiều mát quá. Trời mùa thu mà vẫn mặt trời xuống núi rồi mới mát các bác nhé. Còn nếu mà giữa trưa nhiệt độ vẫn rất là cao và đêm thì lạnh, đắp chăn có sương, cũng tiết trời mùa thu luôn đấy. Mưa đây, cơn mưa đây. Ngắm mây các bạn, đẹp lắm. Ngắm mây, ngắm đồi núi. Cái cơn mưa kia nó rải phía bên kia. Kia à, như kia là khu vực Biên Sơn đang mưa, Hạ Long đang mưa kìa. Đấy, rất là lo. Mưa ra lại lo. Hoàng hôn buổi tối các bác, hoàng hôn tầm này thì khói các bác thấy quê rồi không? Khói là mạn, khói làm chiều kìa. Đó. Từ cánh đồng, từ những cái vườn cây. Mặt trời tầm gần hoàn thiện đấy các bác. Năm mươi cảm giác ngay gần và cơn mưa nó kéo nhé, mưa từ rất xa kìa, cái mưa dài kìa, mưa từ rất xa rồi, khả năng nó kéo vào đây và lát sẽ mưa đấy. Đấy, cơn mưa này ngay đỉnh đầu, đó, phía dưới kia mưa rất to luôn và gió. Hôm nay mát nhỉ, trưa thì thôi, lúc đầu giờ chiều mà 2 giờ thì không thể tả nổi luôn nhỉ, mọc rẫy luôn đi. Ở vườn cây ở phía bên dưới này thì các bác vừa chết xem nhỉ, cam bưởi nhiều lắm các bác nhé. À, mời các bác chuẩn bị ăn cam bưởi nhé. Đó, cam bưởi lục ngạn đây, ở trung tâm xã này. Nhìn có giống thủ đô chứ các bác. Và chờ các bác chờ mưa một tí nhé, cơn mưa dài này, chuẩn bị tí nó đến đây luôn. Các bác chuẩn bị ngắm mưa, tắm mát, tắm mưa nhé. Chuẩn bị tắm mưa đây các bác. Còn táo bây giờ thì đang chờ, một là phun thuốc sâu thuốc bệnh thôi, hai là nó đang nở rộ các bác nhé. Đấy, những cái vườn táo phía dưới đang nở rất là rộ, cực kỳ rộ luôn.
thì tất cả gọi là quê em này thì đều bây giờ cuộc sống cũng tương đối là khấm khá một chút các bác ạ, đều từ vườn cây ăn quả trở lên đấy nhỉ, gọi là cũng cuộc sống cũng đi lên do vì từ cây ăn quả nhỉ, cam bưởi táo vải các loại cây ăn quả từ đất lục ngạn mà cuộc sống bà con cũng đỡ vất vả hơn các bác nhé, cũng vất vả thì vất vả nhưng mà không phải là cũng có ăn có để một chút các bác ạ. Đấy thôi chứ còn không giàu có, tuy nhiên là cũng gọi là cuộc sống nó khấm khá đi lên từ vườn cây ao cá đấy. Đấy. Nhiều bạn thì bảo là ở quê thì sống thế nào nhỉ, ở quê thì có khởi nghiệp được không, ở quê có phát triển được không đúng không nhỉ. Đấy, thì ở quê thì nói chung là cũng cây lúa củ khoai các bác, nói chung là cũng một nắng hai sương, chân lấm tay bùn đấy, tuy nhiên là cuộc sống nó cũng rất là vui và cũng có thu nhập cũng tương đối tốt nha các bác nhé, các anh chị nhé. Các bác cứ nhìn lùng quanh quê mà xem toàn từ cây lúa củ khoai đi lên các bác ạ. Từ thuần nông ấy chứ không phải là do vì đi xuất khẩu lao động hay là đi làm buôn bán gì đâu nhỉ. Buôn bán thì cũng một số ở ngoài đường kìa các bác ạ, thì người ta cũng buôn bán nhưng không đáng kể, còn ở trong làng thì đều từ cây ăn quả đi lên cả nhỉ. Đấy, còn các bạn mà ở thành phố mà thấy khó sống quá thì về quê các bác nhé. Về quê, ngắm sông, ngắm đồi, ngắm núi. Nói chung là có rất nhiều cái để, rất nhiều cái mô hình cây cối để khởi nghiệp các bác ạ, để trồng và để phát triển kinh tế. Đấy. Thực sự là đến thời điểm này như Covid thì cũng đang rất là căng thẳng đúng không nhỉ? Ở thành phố rất là khó khăn, thì về quê thì yên bình hơn rất là nhiều các bác nhỉ? Yên bình hơn nhiều đấy và phát triển kinh tế được nhỉ, trồng gọi là trồng cây nuôi thì các thứ đúng nhỉ, thì vẫn cứ cảm thấy thoải mái hơn thành phố phải không các bác. Đấy, còn nếu thành phố mà bí quá thì cứ về quê sinh sống và khởi nghiệp các bác nhé. Đó, và bầu trời đang rất là đẹp luôn và mưa gần đến rồi. Còn em đang bò lên trên mái nhà nhé, bò lên mái nhà cẩn thận đừng là ngã đấy. Đấy, đang ngồi lên đỉnh mái rồi. Đấy. Ui mưa sấm rồi này, cơn mưa rất là to rồi. Thợ thì vẫn đang làm, chắc ngày mai nữa là làm xong sắt rồi. Đấy, thì clip này chia sẻ các bác là hoàng hôn buổi chiều nhé. Và có tâm sự một chút là nếu ở thành phố khó sống quá thì về quê các bác nhé. Đấy, ở quê thì cuộc sống nó cũng chân lấm tay bùn, một nắng hai sương thôi nhưng mà nó cũng để đủ để vui thú, cũng như đủ để cuộc sống nó thảnh thơi các bác ạ. Không giàu sang nhưng nó cũng thảnh thơi. Và đặc biệt là tránh Covid thì về quê các bác nhé, khởi nghiệp đi các bác nhé, khởi nghiệp về quê. Đấy, cây táo giống, cây vải giống và cây cam giống, các loại cây giống đủ để các bác trồng các bác ạ, các anh chị em nhé. Thì xin chào và gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo, cảm ơn anh chị đã theo dõi. Anh chị thấy đồng táo, cái đồng táo của em nó mênh mông chưa, toàn bộ đấy nhé, toàn bộ rất là rộng, rất là dài. Thì ở clip này xin tâm sự và chia sẻ các bác, các anh chị em, các em, các cháu nhé. Nếu tránh Covid thì về quê, mà về quê khởi nghiệp thì vẫn cứ ok các bác nhé. Xin cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị, các bạn ở các clip tiếp theo. Và chúc mọi người an toàn, sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Cơn mưa đang đến rồi, cơn mưa kéo, các anh chị nhìn nó đẹp không? Sải này, rất là đẹp luôn. Chuẩn bị vào đến đây rồi. Đó.